Ok, xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ thực hiện cái việc là mở hộp và trải nghiệm một chiếc laptop có tên khá đặc biệt tên là MSI Summit 23 Flip Evo. Trên tay mình thì đang là một sản phẩm MSI gửi sang bao gồm có một chiếc laptop và một chiếc dock. Đấy, đây là chiếc dock là MSI USB Docking Station Gen 2. Để xem là với một cái tên đặc biệt như thế thì MSI khi làm laptop doanh nghiệp sẽ làm như thế nào nhé. Sau khi unbox thì đây chính là chiếc laptop MSI của chúng ta, bên trông khá là đẹp đúng không? Với logo của MSI này và có chữ là Busy Need and Productivity Laptop. Đấy, mình sẽ mở ra xem bên trong như thế nào. Đây anh em nhé, phải nói là thực sự với mình khá là đẹp đấy. Mình không nghĩ là MSI sẽ làm một chiếc máy mà cầm lên nó đẹp như thế này. Chúng ta sẽ có lớp mà vỏ nhôm nguyên khối khá là chắc chắn. Cái này thì MSI quảng cáo là nó đã pass các bài test về chuẩn hoạt động của quân đội Mỹ MSI Military 810G. Đấy, cái lớp sơn màu đen này là lớp sơn màu in black nhé. Nhìn trông rất là đắt, đấy, trông rất là sang trọng. Chúng ta sẽ có các cái đường viền màu màu vàng đồng, đấy, trông cực kỳ sang trọng. Cái thiết kế này thì là mình gợi nhớ đến một cái chiếc laptop cực kỳ thời trang là HP Spectre X360. Tuy nhiên thì ở cái phần viền cắt kim cương này ấy, thì chúng ta sẽ cắt nó bớt vát đi thì sẽ tạo cảm giác nam tính hơn, nhìn trông nó business hơn. Ở dưới đáy ấy, thì chúng ta sẽ, nếu mà nhìn hơi nghiêng nghiêng một chút thì chúng ta sẽ thấy là hai quả tản nhiệt rất là lớn, hai quả tản nhiệt rất lớn và hút dưới đáy thổi ra ở phía bản lề của máy ấy. Như thế này sẽ đảm bảo được cho cái nhiệt lượng thoát ra mà vẫn giữ được cái thiết kế siêu mỏng của máy. Về phần kết nối thì Summit MBA Flip Evo ấy vẫn có cái số cổng kết nối rất là phong phú, với chúng ta sẽ có một cổng USB-A ở đây này. Chúng ta sẽ có hai cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4 và một trong hai cổng này chúng ta sẽ dùng làm để sạc. Ở bên cạnh chúng ta sẽ có một cái đèn nguồn để báo pin nha anh em nhé. Ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cái nút khóa camera này. Chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C nữa với thông là 10G và chúng ta sẽ có một khe đọc thẻ microSD thiết kế dạng ẩn và một đầu combo 3.5 jack audio. Nhưng nói về trang bị bảo mật ý, thì ngoài cái nút khóa camera thì chúng ta sẽ có các cái trang bị bảo mật cao cấp khác. Và đầu tiên thì sẽ có là bảo mật vân tay này, bảo mật vân tay một chạm này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có đây là cam hồng ngoại để chúng ta có thể mở khóa. Đó, rất nhanh đúng không? Cái này cực kỳ bảo mật luôn. Hiện tại thì trên thị trường đang chưa có cái việc bẻ khóa cái bảo mật vân tay này và cái bẻ khóa nhận diện khuôn mặt. Thêm nữa thì trong máy là chúng ta sẽ tích hợp mà một con chip TPM 2.0 để giúp mã hóa dữ liệu của các bạn. Cái này là nó là một chip phần cứng chứ không phải là loại software TPM giả cầy như ở trên các cái dòng laptop thấp cấp hơn. Cái màn hình của chúng ta ở đây đó chính là tấm nền Full HD Plus với tấm nền IPS và độ sáng lên tới 500 nits. Mình cũng đã để cái hình nền màu tối để các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Chứ còn nếu mà độ sáng 500 nits thì lên màn quay vào camera thì nó sẽ bị cháy sáng. Cái trọng điểm của chiếc màn hình này ấy, đó chính là cái chiều dọc này. Đấy, đây là tấm nền tỷ lệ vàng 16:10. Thì chúng ta sẽ có thêm 10% cái chiều dài của màn, cái chiều cao của màn hình để chúng ta có thể làm việc. Như thế thì sẽ rất là sướng, rất là phê, hiển thị được nhiều thông tin hơn. Tấm nền thì sẽ có độ phủ là 100% sRGB để chúng ta có thể sử dụng cho các công việc đồ họa. Đặc biệt thì viền cạnh trên của màn hình chúng ta vẫn còn có thêm một cái cảm biến ánh sáng để giúp là tùy chỉnh cái độ sáng của màn hình phù hợp với môi trường làm việc của chúng ta, giúp mắt điều tiết đỡ bị mệt mỏi bởi ánh sáng hơn. Bàn phím trên MSI Summit M3 Flip Evo hỗ trợ LED tận 4 mức sáng, gồm có mức sáng cao nhất, sáng vừa, sáng yếu cùng với tắt. Trải nghiệm gõ phím hoàn toàn là cao cấp với các cái nút bấm nảy êm. Chúng ta còn một loạt các cái dãy phím function giúp gắn các tính năng ở đây. Touchpad gì mượt êm, mặc dù là có size hơi nhỏ nhưng với một chiếc máy cảm ứng như MSI Summit M3 Flip Evo ấy, thì theo mình là nó cũng không cần thiết lắm. Cái đường viền cắt kim cương làm cho cái touchpad này cảm giác cực kỳ sang trọng. Về bộ phần mềm thì MSI làm riêng một cái ứng dụng tên là MSI Center for Business and Productivity để giúp tối ưu và điều chỉnh hệ thống ở trên MSI Summit M3 Flip Evo. Chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được các cái mức độ của hiệu năng lẫn tối ưu ứng dụng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh luôn được cái về phần sạc pin nữa, rất là tiện dụng như này. Đó, Battery Master này, cực kỳ tiện lợi luôn.
chúng ta cũng có thể tùy chỉnh các cái mode bằng cách là bấm phím F7 để đổi qua giữa nhanh giữa các cái mức hiệu năng khác nhau. Đó, mình đang chuyển đổi như thế. Với một cái chiếc máy mỏng nhẹ thì hiệu năng là cái điều các bạn quan tâm. Cái điểm số benchmark bằng ứng dụng Cinebench R13 chúng ta sẽ đạt được khoảng 5483 điểm. SSD Phison trên chiếc máy này thì đang đạt cái tốc độ đọc ghi là 4900 trên 2400, cũng rất là cao. Đây là chiếc SSD NVMe PCIe Gen 4X4. Mình sẽ chạy thử với cái mức tản nhiệt cao nhất là Cooler Boost của chiếc máy này. Đây nhá, mình sẽ dùng cảm ứng này. Đó, anh em nhìn nhá, mình sẽ chuyển qua cái chế độ Cooler Boost này. Sẽ có ngay cái tiếng quạt rú lên rất là mạnh. Đó. Đó, và chúng ta sẽ chạy thử xem. Và bật. Như các bạn nhìn thấy thì tản nhiệt Cooler Boost hoàn toàn có thể đánh được cái mức TDP tổng của chúng ta là 25W. Phần còn lại trong hộp laptop thì chúng ta sẽ có một cái hộp màu đen như thế này. Trong này thì chúng ta sẽ có là một cục sạc USB Type-C khá là nhỏ gọn, 65W. Chúng ta có một cái dây cáp microSD USB để sạc cho bút này, dây nguồn và chiếc bút MSI Pen. Thì chúng ta còn thêm một phụ kiện rất là sang xịn mịn, đó chính là một chiếc túi da lộn đấy, có logo MSI đây này. Thề luôn, cái chất này sờ và rất là thích, rất là sang. Bỏ chiếc laptop này mà đi họp ấy thì sang khỏi bàn luôn anh em ạ. Cuối cùng nằm trong combo mà MSI gửi đến đối với mình, đó chính là chiếc MSI USB-C Docking Station Gen 2. Mình sẽ mở ra để xem bên trong nó có cái gì. Ok, đây là full của cái combo của chúng ta. Thì ngoài cái dây sạc mình đang để ngoài ấy, thì chúng ta sẽ có là một cái plate đứng này. Đó, anh em thấy không? Một cái plate đứng này và một cái dock, một chiếc dock của chúng ta. Thì với cái dock này chúng ta có thể đặt nằm hoặc là chúng ta gắn vào cái plate này cho nó dựng đứng lên, đặt trên mặt bàn như thế này. Đó thì sẽ rất là tiện và rất là tiết kiệm không gian, trông nó sang hơn hẳn luôn. Với cái dock này thì chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có là gồm có 3 cổng USB ở mặt trước này, rồi chúng ta có cái cổng nguồn này và một cổng USB-C nữa. Đó, cái này có thể sạc được. Đặt sau chúng ta có gì? Đấy, tất nhiên rồi, mà sau chúng ta sẽ có một cái dây. Cái này là dây USB-C, thì cái dây này có thể cấp nguồn PD lên tới 100W anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cổng sạc. Đây là cái cổng này để cấp nguồn từ ngoài vào. Cục nguồn sẽ là cục nguồn 150W. Chúng ta có một cổng LAN này, một cổng HDMI, một cổng USB-C hỗ trợ DisplayPort, và chúng ta sẽ có một cổng DisplayPort 1.4 full size luôn. Với cái combo như thế này ấy, thì đã đủ cho tất cả các cái nhu cầu văn phòng lẫn làm việc chuyên nghiệp vào cái thời bây giờ. Đấy là tất cả những cái điểm cộng. Thế còn những cái điểm chưa hoàn thiện thì như thế nào? Đầu tiên nhé, là về bản lề màn hình đi. Đây các bạn nhìn nhá. Đó, chúng ta mở ra một góc hơi rộng một tí này. Đó, anh em thấy không? Cái bản lề này bằng một cái góc mở hơi rộng một chút thì có vẻ như là nó không quá chắc chắn. Đây có thể coi như là một điểm trừ, tuy nhiên thì mình lại thích cái điểm đó. Tại vì sao? Khi mà chúng ta mở như này ấy, thì với cái góc khoảng từ 180 độ trở đi ấy, thì nó việc nó nhẹ thì sẽ giúp chúng ta mở ra để chuyển qua chế độ máy tính bảng như thế này nó dễ dàng hơn. Cái điểm chưa hoàn thiện thứ hai theo mình là đến từ cái bút. Đây mình đang lấy cái bút là nó hít 500 ở trên thân máy ấy. Thì cái chiếc bút này ấy, nó rất là ngon, hỗ trợ 4096 mức lực nhấn này, rồi có điều khiển bằng cảm ứng này các thứ đấy. Tuy nhiên ấy, thì nó có một cái nó không hay lắm là nó chính là cái cổng sạc USB Type-C thì nó lại không có nắp che bằng cao su mà nó để lộ thiên như thế này. Thì với mình thì với cái nắp sạc lộ thiên như thế này nó sẽ rất dễ là bị bụi này, rồi bị nước hay là các cái dị vật vào làm hỏng cái cổng USB của chúng ta. Thì nếu mà cái này nó có thêm một cái nút che bằng cao su nữa thì cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ hoàn thiện luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn nghĩ sao về chiếc laptop này? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho channel ngày càng phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.